Mời thầy giáo uống nước ạ. Vâng ạ, xin bác. Vâng, hôm nay có việc gì mà thầy giáo đến tận gia đình nhà cháu Nam thế này ạ? Thế này bác ạ, thứ nhất là thời gian gần đây cháu rất hay tổ chức cho các bạn nam trong lớp đi vệ sinh tập thể. Wow. Cái thời gian đi vệ sinh của cháu là rất lâu, thường là một tiết. Và cái tần suất đi vệ sinh của cháu là rất nhiều, một ngày phải đến 7-8 lần. Thứ hai là tình hình học tập của cháu rất sa sút, đặc biệt là môn của giáo viên chủ nhiệm là tôi, là môn văn. Cụ thể là thế nào thầy? Báo cáo bác, gần đây có cái bài thi học kỳ, tôi có ra đề là tưởng tượng bố em đi công tác xa và hãy viết một bức thư cho bố. Bác biết là cháu viết thế nào không ạ? Thư viết thế nào? Bố xa nhớ, đầu thư con xin dừng bút tại đây. Đầu thư con xin dừng bút tại đây. Vâng. Nó viết thế à? Cháu nó viết thế đấy mà nó nộp luôn đấy ạ. Nam! Xin phép bác, xin phép bác. Chưa hết đâu bác ạ. Xin phép bác. Tôi đã tạo điều kiện cho em nó thi lại. Tôi đã cho một em nó một cái đề rất dễ, còn dễ hơn như thế nữa. Đó là điền vào chỗ trống, thế thôi. Điền vào chỗ trống à? Vâng. Đó thế là, nào? Vâng. Con cái cần phải biết ơn, 3. Ôi giời, quá dễ. Vâng. Con cái thì phải biết ơn cha mẹ. Có thế thôi. Vâng, đúng rồi. Nam, con có viết giống bố vừa nói không con? Mày lắc à? Thế mày viết thế nào? Dạ thưa bác ạ, em nó viết như sau. Con cái cần phải biết ơn, con được Nam! Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Mày! Tao giết mày! Tao giết mày! Tao giết mày! Mày đứng lại cái gì đấy hả? Mày! Làm cái gì trong nhà tôi đấy hả? Định phá nhà tôi đấy hả? Chị! Hả? Tôi... Anh là... Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Nam nhà mình mà. Vâng ạ, anh giáo viên chủ nhiệm ạ. Vâng vâng, chị can chồng chị giúp tôi với. Chứ anh cứ đòi đánh cháu mà tôi can không được chị ạ. Chồng nào? Dạ đây ạ. Ôi không, chồng tôi mất lâu rồi mà. Mẹ ơi, hả? Mẹ hết sức bình tĩnh. Rồi mẹ sẽ hiểu, rồi mẹ sẽ hiểu. Thế... Bố ơi, con nhờ tí, nhanh lên bố. Thế là thế nào? Cái gì? Chú ơi, chú lắm mưu nhiều kế, chú giúp cháu, không cháu chết. Mày toàn dồn tao vào đường cùng. Dạ. Phải thêm tiền đấy nhá. Bao tiền? Hả? 1 triệu. Cháu không có tiền mặt. Không có tiền mặt thì tháo đồng hồ ra. Đồng hồ mẹ cháu mới mua cũng được. Không tao về đây. Đây. Cố gắng giúp cháu nha. Ừ. Đi, rồi. Đi. Chào chị. Mời chị ngồi. Này, chị ngồi uống nước đấy, chị uống hơm nước để chị anh bình tĩnh anh. Nhá. Đây là nhà tôi nhá, không phải là nhà anh nhá, để vâng, tôi vâng, đó. Vâng, chị cứ ngồi đi, chị bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh chị nhá. Cách đây 10 năm, chị bị tai nạn. Nạn có bất trí đấy. Không, Nam, con là con mẹ mà. Nam ơi Nam. Cô tai nạn có bất trí. Không, con là con của mẹ mà. Anh ơi, đây là con tôi mà. Đùa thế này có hơi quá không cháu? Lỡ rồi, cứ lao đi chú ơi. Cô. Cô không phải mẹ của cháu nhá. Cô bị mất trí nhớ. Cô không phải mẹ của cháu đâu. Ông Nam ơi, con là con của mẹ. Đừng mang con tôi đi. Ông Điền à. Ê, Nam cô ơi, con là con của mẹ cô, mà. Cô bình tĩnh. Ông Nam ơi, cháu xin cô, đừng mang tĩnh. Con tôi đi. Cô bình tĩnh, chấp nhận sự thật đi. Cháu xin nói với cô một điều, mặc dù cô buồn, cô không phải mẹ của tôi. Ngồi xuống đây con. Đúng, phải chấp nhận sự thật. Nam, Nam ơi, mẹ nói điều này con đừng buồn nhá, con phải rất là bình tĩnh con biết chưa. Mẹ định là sống để bụng chết mang đi, nhưng đến ngày hôm nay mẹ sẽ nói cho con một sự thật. Cách đây 10 năm, hai người đi hai xe máy, ở trên đường đã đấu đầu với nhau. Hai người bị tai nạn, chấn thương sọ não, mất trí nhớ. Chính tôi là người đưa hai người về nhà để nuôi hai người. Anh thì tôi nuôi ở nhà bên cạnh. Còn Nam, mẹ đưa con về nuôi vì khi con tỉnh dậy, con gọi tôi là mẹ. Chính vì thế, tên Nam là do mẹ đặt cho, con biết không?
Nam, tên của con không phải là Tuấn. Con không phải tên là Nam. Thế con tên là gì? Con tên là Dũng. Không phải đâu. Mẹ ơi, thôi không đùa nữa nhá. Không đùa nữa đâu đấy. Con nói luôn với mẹ là đây ông này con thuê đến. Thuê, nói chuyện với thầy. Mẹ của con. Thằng điên, mày không phải là con của tao. Hai thằng này cút ra khỏi nhà tao. Ông này thầy con thuê. Trời ơi, khổ quá, tôi mệt với ba người quá rồi. Đến nước này thì tôi cũng phải nói thật luôn. Tôi không phải là thầy giáo. 10 năm trước, ba người đã gặp một cái tai nạn rất là thảm khốc. Và chính tay tôi đã phải đưa từng người vào hồi sức cấp cứu. Sau đó chuyển về khoa của tôi là khoa tâm thần. Tôi là bác sĩ phó khoa tâm thần. Nhưng 10 năm nay rồi, ba người không thuyên chuyển. Luôn luôn lặp đi lặp lại cái chuyện này, tôi mệt mỏi lắm rồi. Và nhân đây tôi cũng nói luôn, tôi cũng không phải là chủ của nhà này. Tôi cũng không phải là chú mà thuê đến để giải quyết vấn đề với thầy giáo. Tôi là trưởng khoa của bệnh viện tâm thần. Đây là đồng chí phó khoa. Đồng chí xem, hai vợ chồng nhà này uống thuốc bao nhiêu năm nay không thuyên giảm. Đồng chí tiếp tục cho hai vợ chồng này uống thuốc tiếp. Báo cáo rõ. Sao lại vợ chồng là thế nào? Vậy thì tôi cũng nói luôn nha. Cảm ơn hai đồng chí phó khoa và trưởng khoa. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là phó giám đốc bệnh viện tâm thần nha. Tôi xin được kết luận là một mình chị bị tai nạn, chị bị thần kinh, chị bị mất trí nhớ. Và đây tôi cho chị nhìn luôn này, đây là chị ngày xưa. Tôi đấy á? Cắt. Trời ơi, khổ quá, diễn không buồn cười gì cả. Đã bảo là đến đây là diễn hài chứ không phải diễn bi. Mọi người cứ diễn bi là thế nào hả? Tổ chức sản xuất đâu? Vào đấy. Này, tại sao lại gọi toàn diễn viên cỏ thế này? Xuân Bắc Cực Long thì không mời. Mời mấy ông bà này làm cái gì hả? Nào, có chuyện gì mà ở Mỹ thế hả? Ui dồi, cái câu này nữa. Kiếm đâu cái máy quay phim này, mang giả ngay cho người ta. Uống thuốc chưa? Còn mấy cái người này hả? Ui dồi, quần áo có thể kiếm đâu này. Lại còn tóc giả nữa, bỏ hết ra. Bỏ mũ xuống. Nào, kiếm. Đi vào uống thuốc. Này, bọn mày ơi, tí nữa vào trong kia lại diễn tiếp nhá.